câu số 9 với hai sự trợ giúp. Hiện nay bạn đang có 14 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 10, mức thưởng sẽ tăng lên là 22 triệu. Và chúng ta vẫn còn hai sự trợ giúp nữa. Câu hỏi số 10. Trở về Eden là tiểu thuyết của tác giả nào? A. Margaret Atwood. B. Rosalind Mai. C. Hilary Mantel. Hay D. Hooper Holt. Trở về Eden. Đây là một bộ phim mà hồi nhỏ đã từng chiếu trên VTV. Rất hay, tôi đã xem rồi. Tiểu thuyết này thì thực tế là đã từng có một lần vào trong thư viện, đã cầm lên đọc rồi đập xuống. Rất tiếc. Mặc dù vậy thì tôi vẫn đang phân vân giữa hai phần A và C. Có lẽ là tôi sẽ chọn sự trợ giúp ạ. Và đó là tổ tư vấn tại chỗ ạ. Chúng tôi xin hỏi là trong trường quay có ai biết chắc chắn câu trả lời đúng ạ? Thì giơ tay ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Minh, đến từ công ty Manula Việt Nam. Mình xin được trợ giúp bạn, đấy là trong câu hỏi này là phương án A. Người đầu tiên chọn A, Margaret Atwood. Người thứ hai chúng ta sẽ lắng nghe. Vâng. Xin chào tất cả mọi người, tôi đến tên là Lã Thị Kim Oanh, đến từ Nam Định. Và tôi xin trợ giúp câu hỏi của bạn như sau. Tác phẩm Trở về Eden là của tác giả Margaret Atwood. Chắc chắn tại vì em đọc tác phẩm này lần thứ 3 rồi ạ. Vâng, rồi cuối cùng. Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Vũ Thành Khánh, đến từ Bắc Ninh. Và tác giả của tiểu thuyết Trở về Eden đó là Rosalind Mai, phương án B. Ồ, đã có sự khác biệt. Rosalind Mai, đấy là người cuối cùng. Vâng. Ai cũng khẳng định là tôi chắc chắn, tôi xem lần thứ mấy rồi. Bây giờ bạn sẽ là người quyết định. Tôi đang đây là mức rất là quan trọng. Không biết là có phải là các bạn ấy đang nhầm giữa đạo diễn và tác giả tiểu thuyết hay không? Rất sợ là các bạn lại nhầm lẫn hai cái đấy, vì bộ phim nó rất là tiếng và tiểu thuyết. Đúng, cũng không thể biết thế nào được. Bạn có quyền kiểm tra bằng một sự trợ giúp cuối cùng. Đây là mốc rất quan trọng mà chúng ta không nên mắc sai lầm. Bạn thì đọc 3 lần rồi. Bạn thì chắc chắn lắm, yêu thích lắm. B là đáp án cuối cùng rồi. B. Chọn theo một người. Chứ không phải hai người. Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn. Trong giờ phút quyết định, ít niềm tin vào phụ nữ hơn. Tôi ngưỡng mộ bạn. Và bởi vì câu trả lời B là đúng. Я не мог тебя взять, но ты не моя.